Báo tin Nuno Online xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả cùng báo tin Nuno Online điểm lại những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị khán giả, chương trình hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý như sau. Công an các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng vi phạm về hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, hàng hóa nhập lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong tuần, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 6, Công an huyện Châu Thành cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền sinh năm 1981 và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Tuấn sinh năm 1976 cùng ngụ ấp Cày Xiên, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 6 tại ấp Cày Xiên, xã Đồng Khởi, Công an Châu Thành bắt quả tang Nguyễn Thị Mộng Tuyền đang bán ma túy cho người nghiện. Tang vật thu giữ một bịch ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Tuyền, Công an Châu Thành thu giữ một cân điện tử, bảy bịch ma túy loại methamphetamine được cất giấu trong phòng ngủ, có khối lượng trên 19 gram. Điều tra mở rộng vụ án, vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 6, Công an Châu Thành phối hợp Công an phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn. Khám xét nhà Tuấn thuê ở, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 điện thoại, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một bịch ma túy loại methamphetamine có khối lượng trên 2,6 gram, gần 8 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, xác định đối tượng Tuấn nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Tuấn thường xuyên xuống khu vực thành phố Tây Ninh mua ma túy với số tiền từ 8 đến 10 triệu đồng, về phân nhỏ cất giấu trong phòng ngủ. Khi người nghiện có nhu cầu mua ma túy sẽ gọi điện, Tuấn bảo vợ là Nguyễn Thị Mộng Tuyền đi giao ma túy cho khách. Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự ra quyết định giữ hình sự 4 đối tượng. Trần Thế Anh sinh năm 1995, ngụ tại khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Nguyễn Anh Huy sinh năm 1993, ngụ khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành. Nguyễn Hồng Phước sinh năm 1987, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh. Và Ngô Minh Hòa sinh năm 2000, ngụ khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lý Thu Tê, sinh năm 2001, ngụ tại ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, đã tử vong. Trước đó, ngày 21 tháng 6, Trần Thế Anh đến nhà trọ TT thuộc khu vực phường Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành để gặp chị Tê. Tại đây, Thế Anh xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Tú, sinh năm 2003, ngụ khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Trần Văn Cảnh, sinh năm 2000, ngụ ấp 5, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tạm trú khu phố Long Kim, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành. Trong lúc cự cãi, Cảnh lấy cây phản chém Thế Anh, nhưng Thế Anh kịp bỏ chạy. Sau đó, Tú và Cảnh đi đến nhà trọ của anh Võ Hồng Lượng, sinh năm 1994, tạm trú tại khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, để tụ tập cùng với nhóm bạn. Sau khi chạy thoát, Thế Anh điện thoại cho Quy và Phước mượn 2 cây súng cùng 6 viên đạn để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Cảnh. Khi có vũ khí trong tay, Thế Anh cùng với Phước qua đến nhà ông Lượng tìm Tú và Cảnh. Tại đây, nhóm của Thế Anh bị nhóm thanh niên trong nhà của Lượng dùng đá, dao, kiếm tự chế đánh nên phải bỏ chạy. Khi quay đầu xe, Thế Anh rút khẩu súng Zulu bắn vào nhóm thanh niên trên 2 phát. Một phát bắn trúng chị Lý Thu Tê, làm chị tử vong ở bệnh viện. Sau khi gây án, cả nhóm đến nhà bạn gái của Phước là chị CT trốn. Thế Anh trả 2 khẩu súng lại cho Phước và Quy, nhưng Quy nhờ Phước cất giấu giùm. Phước đưa súng cho CT cất giấu rồi cả nhóm bỏ trốn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh, các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường, tiến hành điều tra thu thập chứng cứ. Lực lượng công an xác định đây là vụ án phức tạp nên lập kế hoạch đấu tranh, huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ phối hợp điều tra. Đến ngày 23 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hòa, Phước, Quy, riêng Thế Anh đến đầu thú. Được biết, Thế Anh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tụ điểm đánh này do đối tượng Lê Văn Tiến, sinh năm 1969, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành đứng ra tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 21 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, trên 210 triệu đồng và các đồ vật tài liệu khác có liên quan. Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020, đối tượng Lê Văn Tiến cấu kết với đối tượng Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1990, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành,
tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Hai đối tượng Tiến, Diệt đứng ra lựa chọn các địa điểm vắng người qua lại. Dễ quan sát xung quanh, lực lượng công an khó tiếp cận để tổ chức đánh bạc và bố trí nhiều người cảnh giới. Các đối tượng lôi kéo các con bạc trên địa bàn huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, thị xã Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh để tham gia đánh bạc. Số tiền sâu từ các con bạc thì đối tượng Tiến và Diệt chia nhau tiêu xài cá nhân. Tiến và Diệt đưa ra quy định, đối tượng nào làm cái thì Tiến Diệt sẽ thu 1 triệu đồng cho mỗi ca trong thời gian 1 giờ. Mỗi ván bảo thì Tiến Diệt được hưởng 40% của ván đó. Số tiền thắng thua một ván đặt cược từ 10 triệu đồng trở lên. Có ván, số tiền thắng thua tới 30 triệu đồng. Trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, ùn tắc giao thông không xảy ra. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt. Tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ làm 4 người bị thương, điển hình như sau. Vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 20 tháng 6 năm 2020, tại đường liên xã thuộc ấp 2 xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, Phạm Bảo Trí sinh năm 1995, ngụ ấp 2 xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, điều khiển xe mô tô tải biển số 70L161032, chở theo Phạm Hồng Thanh sinh năm 1995, ngụ Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, đi từ tỉnh lộ 784 đến 782. Khi đi đến khu vực trên, thì đụng vào xe mô tô đi ngược chiều biển số 70K139943 do Lê Hồng Tiệp sinh năm 1990, ngụ Đông Biên, Tân Đông, Tân Châu. Hậu quả làm anh Hiệp bị thương. Nguyên nhân ban đầu do anh Trí điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 6, tại giao lộ giữa quốc lộ 22B và đường Thượng Thâu Thanh, ngã ba Cẩm Tú, thuộc khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển số 70C15735 và xe máy 70H7-3884. Theo tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nam thanh niên tên BTV, sinh năm 2002, ngụ tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, đi xe máy biển số 70H7-3884, có biểu hiện say rượu, điều khiển xe theo hướng từ xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành về thành phố Tây Ninh với tốc độ quá nhanh. Khi đến ngã ba Cẩm Tú, anh V không làm chủ tốc độ, đã lao xe máy vào thẳng xe ô tô tải 70C15735 do tài xế NVC, sinh năm 1974, ngụ tại ấp Bầu Sen, xã Hậu Đức, huyện Châu Thành điều khiển, đang rẽ trái từ quốc lộ 22B vào đường Thượng Thâu Thanh. Vụ tai nạn khiến thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng, được người dân đưa vào trung tâm y tế thị xã Hòa Thành cấp cứu. Chiếc xe máy bị bể nát, còn ô tô tải thì mốp phần đầu hư hỏng nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện 1.016 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 756 trường hợp vi phạm, tạm giữ 280 xe mô tô, nhắc nhở 137 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 573 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 55 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm liên quan đến nồng độ cồn 147 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 36 trường hợp, quá tốc độ 46 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông 80 trường hợp. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuyên truyền các quy tắc giao thông đường bộ, nghị định số 100 của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đặc biệt là tuyên truyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Bản tin tổng hợp về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần qua đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.